Thưa quý vị, chúng ta có biết rằng là nước chiếm 3/4 bề mặt của quả đất và nước cũng chiếm 75% cơ thể của chúng ta. Nước kết nối chúng ta và nước kết nối nội tâm với thế giới xung quanh. Có thể nói là chính sự kết nối này đã giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và nước cũng giúp cho ta nhìn thấy người và nhìn rõ mình hơn. Con người không thể nào tồn tại nếu thiếu đi mối liên hệ với xã hội, với thế giới xung quanh. Chính vì vậy mà khi chúng ta nắm rõ quy luật của nước để có thể vận dụng một cách uyển chuyển, sinh động và bên cạnh đó đắc nhân tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ mở được chìa khóa thành công và chúng ta sẽ cùng đến với một tương lai rạng rỡ. Ladies and gentlemen, we all know that 75% of the surface of the earth is water. And also our body is made up with 75% is water. And that's why we call and we say that water is something like a connection between we and the world outside, between the inner world and the outer world. And yes, when you know how to control that source of energy, it will show you the way to connect, to feel, and to see yourself and to see other people clearly and more love inside. And yes, we come to GRP to learn how to connect with ourselves and the world outside of us. Thưa quý vị, và có thể nói rằng là nước tự do, khoáng đạt và biến hóa khôn lường. Nước chứa trong mình biết bao nhiêu điều kỳ diệu và trong hành trình tương tác của mình thì nước trở nên đẹp đẽ một cách hoàn hảo khi bắt gặp tình yêu và lòng biết ơn. Thưa quý vị, bởi vì tình yêu và lòng biết ơn chính là sự dây kết nối đầy tình người giữa tất cả chúng ta. Vâng, và vì vậy thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc sau đây, một tiết mục để chúng ta có thể hiểu được rằng giữa con người với con người chúng ta cần nhau biết bao nhiêu. Và đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo sẽ thể hiện cho chúng ta thấy tình yêu thương, sự chia sẻ và sự đồng cảm giữa con người thật sự cần lắm biết bao. Với sự thể hiện của Á hậu Dương Trương Thiên Lý, xin mời quý vị thưởng thức. Chút vơi lòng đây, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tôi, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cung, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu, đã cần thêm thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa. Cho
sợ cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu. Đã cần thiết thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa. Chia hồn.